Đầu tiên chúng ta sẽ sơ chế gà trước. Chúng ta sẽ lấy hành xả, xả để bỏ vô nước tạo thêm cái mùi thơm của gà. Ok, chúng ta bỏ vào hành tím, chúng ta cắt xéo. Tất cả những cái rau củ đi kèm nó đều có giá trị gọi là thơm, tạo mùi thơm cho gà, và tỏi. Ok, chúng ta thả gà vào thôi. Gà này lưu ý một điều, chúng ta sẽ luộc chín hoàn toàn và sau đó chúng ta sẽ bỏ vào nước lạnh để, thứ nhất để làm gì, để tạo được cái độ giòn của nó, thứ hai là giảm cái làm mau lạnh. Trong khi chúng ta đợi chờ gà chín thì chúng ta sẽ chuẩn bị công đoạn là chế biến và rau củ. Tôi sẽ chuẩn bị trước một tô nước lạnh, bởi vì nước lạnh sẽ giữ cái độ giòn và độ xanh của rau củ. Đầu tiên chúng tôi sẽ cắt táo. Tiếp theo tôi sẽ cắt xoài. Tiếp tục là sả bào. Tôi đã cắt sẵn sả bào, tôi sẽ bỏ vào trong. Hành tím. Tiếp tục là ngò gai. Cần tây. Những cái vật, những cái gia vị như thế này đi kèm nó tạo một cái mùi rất là đặc trưng. Thì là huống lủi, hành và ớt. Ớt sừng đã tạo màu. Ok, Vương sẽ bảo giữ cái này trong độ lạnh rất là trong vòng khoảng như là 20 phút. Trong khi đó chờ đợi, Vương sẽ vớt gà ra. Wow, thơm quá các bạn ơi. Rồi, chúng ta tắt lửa thôi nha. Nó đã chín rồi. Ok, let's go. Rồi, mình sẽ vớt ra và mình ngâm vô nước đá. Trong khi chúng ta chờ đợi gà nó nguội, chúng ta sẽ làm phần sốt. Ok, chúng ta Vương sẽ vẫn sử dụng bằng muỗng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muỗng nước mắm nha các bạn. Và Vương sử dụng 2 muỗng đầy. Ok, sau khi chúng ta chuẩn bị một loại sốt gỏi thì chúng ta sẽ xé gà. Đây, như các bạn đã thấy, gà đã chín và chúng ta xé. Không cần phải xé quá mỏng mà nó còn phải cái độ dày của nó. Thì Vương sẽ sử dụng bằng bột nghệ, dùng cho cái màu nó rất là đặc trưng, màu vàng. Ít thôi nhé các bạn. Rồi. Và cái bột chiên giòn này không cần phải các bạn phải là làm cho nó nhiều, mà các bạn chỉ cần áo ở ngoài thôi, áo nhẹ thôi, và các bạn sẽ đi chiên. Ok, vừa chiên thôi nè. Mình sẽ thử trước, mình sẽ thử một cái trước nha. Ok, các bạn thấy không? Nó đã giòn, nó đã nổi lăn tăn nè. Sẽ bỏ vào. Chúng ta sẽ tắt lửa. Rồi chúng ta sẽ trộn mắm gỏi.
Tiếp tục là món gà. Phương sẽ trộn chung, bỏ chung với lại trộn chung với sốt thế này cho nó có vị thấm sơ, vì trong cơ bản gà đã nó có muối tiêu rồi.